Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 25 tây tháng 7 năm 2021. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ hai ngày 26 tây tháng 7 rồi. Thì hôm nay đó vẫn là cuối tuần ở Hoa Kỳ cho nên chúng ta không có nhiều thông tin. Nhưng mà thường muốn dành cái thời gian này để mà chia sẻ một trong những cái đề tài mà nhiều bạn hỏi Thuận. Trong thời gian qua đó chính là liên quan tới những công cụ hỗ trợ phân tích thị trường điện tử và chi tiết hơn đó là chúng ta sẽ nói tới một bài viết bài viết này được uh, chia sẻ bởi uh, admin dũng bùi của team thuận capital đây là bài viết đã được chia sẻ ngày hôm qua và tôi muốn dành một ít thời gian để mà nói về một số điều trong bài viết này tại vì đó, trong bài viết này đề cập đến chính công cụ mà các bạn có thể sử dụng để mà phân tích thị trường thị thuật số và trong chính công cụ này đó không phải là công cụ nào thường cũng sử dụng có một số công cụ thường sử dụng thường xuyên hơn nhưng mà thường cũng dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cảm nghĩ của thường liên quan đến chính công cụ này sử dụng như thế nào một trong những điều mà có thể nhiều bạn đang nhận ra được đó nhất là như bài nào mà thường hay giao dịch trong thị trường chứng khoán đó, thì thị trường chứng khoán chúng ta có những cái dịch vụ mà rất nổi tiếng như là chúng ta nói tới là Bloomberg Terminal uh, hay là S&P Cap IQ hay là FactSet. Thật ra thường chỉ sử dụng phần lớn là Bloomberg Terminal mà thôi. Đây là những cái công cụ mà những nhà đầu tư thường hay sử dụng để có thể lấy được những cái dữ liệu mà không có sẵn trên thị trường. Ở trong thị trường crypto đó thì điều khác biệt lớn nhất đó là tất cả những dữ liệu đều nằm trên on-chain có nghĩa là các bạn đều có thể lấy được phần lớn dữ liệu on-chain hoàn toàn miễn phí chỉ là đó khác với lại thị trường chứng khoán phần lớn dữ liệu là các bạn phải trả tiền còn thị trường crypto đó phần lớn dữ liệu là miễn phí nhưng mà ngược lại đó có quá nhiều dữ liệu Các bạn thì lựa là tất cả những giao dịch đều lưu lại những cái tài liệu on chain thì các bạn cần phải có thời gian và có sự hiểu biết để mà tổng hợp những cái thông tin đó để có thể là nhìn dữ liệu một cách nó đơn giản hơn và những điều đó đó tốn rất nhiều thời gian cho nên mới có những cái công cụ như là chúng ta nói tới là crypto coin sentiment into the block coin metrics done analytics nansen token terminal the block crypto đây là những cái công cụ mà rất nổi tiếng trong thị trường này để giúp các bạn có một cách nhìn sâu sắc hơn về tình hiện tại ngoại trừ các bạn sử dụng những cái chart như là ở trên trading view thì các bạn sẽ dùng để mà phân tích kỹ thuật nhưng mà nếu như các bạn muốn hiểu hơn về tình hình on chain thì chúng ta cần phải sử dụng những cái thông tin này đây là điều mà chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nói tới đây đó, thì kênh Thuận Capital đã hơn 98.000 subscribers rồi Chúng ta chỉ còn 1.800 bạn nữa Thì chúng ta sẽ bước qua cái mốc là 100.000 subscribers để có được nút bạc Thì trước hết xin cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ trong cái thời gian qua Và những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp kênh vượt qua 100.000 subscribers Trong thời gian tới đây Hy vọng là chúng ta có thể thấy được 100.000 subscribers trong vòng bài tuần tới đây Và Thuận sẽ có những sự kiện liên quan đến kênh đã được nút bạc thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn à, trong thời gian và tuần tới đây. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về những cái thông tin à, dữ liệu đó thì à, thường có hai thông tin ngày hôm nay thường muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất đó là cái thông tin liên quan tới Amazon thì à, chúng ta thấy được là chúng ta nhận được thêm thông tin. Gần đây đó chúng ta cũng đã biết là công ty Amazon đã có một cái bản đăng mướn người, mướn một nhân tài để có thể giúp đỡ công ty Amazon phát triển tiền kỹ thuật số thì hôm nay chúng ta lại nhận thêm một thông tin đó thì theo trang web tin tức CDAM thì một trong những người mà trong cuộc đó đã xác nhận là công ty Amazon đang tìm cách khởi chạy thanh toán Bitcoin có nghĩa là dùng Bitcoin thanh toán khi mà người ta sử dụng Amazon và nhiều bạn cũng đã biết Amazon là thương mại online rất là lớn có thể nói là lớn trên thế giới và đương nhiên ở Hoa Kỳ là cực kỳ lớn rất nhiều người sử dụng bạn đang thường cũng sử dụng Amazon thường xuyên thì điều này sẽ xảy ra đó theo cái người này nói là từ đây đến cuối năm và năm 2022 thì Amazon có thể đã có một cái token riêng thì tin tức này hiện bây giờ vẫn chưa được xác nhận bởi Amazon đây chỉ là một người mà trong cuộc ẩn danh chia sẻ với lại những bài báo mà thôi thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi nhưng mà điều này cũng không gì là quá lạ các bạn thực đây là một điều cũng rất bình thường mà thôi bây giờ đó thị trường crypto đã càng ngày càng bình thường hóa hơn những bạn nào mà sử dụng những ứng dụng như là Robinhood hay là Weibo thì các bạn thì được các bạn sử dụng để mà giao dịch chứng khoán cũng có thể là giao dịch crypto bây giờ các bạn thì được là càng ngày crypto càng đi sâu vào à, trong những doanh nghiệp hơn không những là doanh nghiệp bây giờ có thể chấp nhận thanh toán còn có thể lưu trữ trong ngân sách công ty và đương nhiên các bạn thấy được là những công ty lớn như là Facebook thì cũng đã có những động thái muốn đưa ra token riêng và Twitter thì đã nói là Bitcoin sẽ là một phần quan trọng sau này của Twitter và sẽ được dùng để mà thanh toán cho mạng lưới của Twitter vân vân cho nên điều này cũng là một điều mà thường cảm thấy là sớm hay là muộn mà thôi chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem coi thông tin này đó thực hư phần trăm là bao nhiêu nhưng mà là một thông tin rất lớn cho nên thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta nói về những công cụ thứ nhì nữa đây là một trong những cái thông tin mà thường nhận được gần đây nhiều bạn hỏi thường nữa là có phải là người dân của nước El Salvador đang kịch liệt phản đối cái việc là chính phủ El Salvador chấp nhận Bitcoin là một tiền của quốc gia hay không sự thật đó, thì không giống như là nhiều người nghĩ các bạn nhìn trên màn hình đi, ở bên tay trái đó là những cái tấm hình mà truyền thông muốn bạn thấy. Nhưng mà cái sự thật đó thì ở bên tay phải các bạn thấy được là cái số lượng người đứng ra để mà chống lại cái luật này đó không có là bao nhiêu người. Thì có thể nói là 10 người biểu tình thì 100 bài báo có thể là cái số lượng phóng viên còn nhiều hơn là người đi biểu tình nữa. Và đương nhiên họ đã cẩn thận để mà chụp những tấm hình để gây ra cái sự hiểu lầm là có rất nhiều người. Nhưng mà thật ra khi các bạn zoom ra thì thấy rõ ràng hơn Đây cũng là một trong những điều các bạn cần nên cẩn thận Khi mà xem hình ảnh online Chúng ta bây giờ hãy nói về cái thông tin chính mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đi Một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu ở đây đó là Cái thị trường này rất là mới Và không chỉ riêng là chúng ta nói tới crypto Mà chúng ta nói tới là những cái công cụ dùng để phân tích đó. Hiện bây giờ đã cùng một dữ liệu Nhưng mà hai công ty có thể có cách nhìn khác nhau Giống như là chúng ta nói tới những cái dữ liệu liên quan đến là có cái dấu hiệu là những thời đạo bán đi thì một người có thể nghĩ là dữ liệu này cho thấy được là giá cả sắp sửa có cái xu hướng đi xuống tại vì thời đạo bán sẽ gây thêm cái số lượng lực bán trên thị trường nhưng mà một người khác nhìn vào thông tin này là nghĩ ngược lại nói là thời đạo bán tại vì họ nghĩ là thị trường đủ mạnh để có thể à, là họ bán số lượng này mà không ảnh hưởng đến giá cả đương nhiên thời đạo họ muốn bán với giá tốt thì đương nhiên họ sẽ không có sử dụng những lúc mà giá cả không được ổn để mà bán thì các bạn thấy được là cùng một dữ liệu có nhiều cái nhìn khác nhau, cho nên cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đã không phải là chúng ta đi sâu vào những dữ liệu nào mà thường muốn cho các bạn một cái nhìn tổng quát về những cái công cụ hiện bây giờ các bạn có thể sử dụng, có nhiều công cụ trả phí, có nhiều công cụ miễn phí thì chúng ta hãy nói tới công cụ lớn nhất đầu tiên, chúng ta sẽ không nói tới TradingView đương nhiên TradingView là một công cụ mà rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi. Chúng ta bây giờ hãy nói tới công cụ mà được nhiều người sử dụng để mà xem dữ liệu on chain đó chính là Classno Studio. Thì như mà nào mà theo dõi kênh Thuận Capital thường xuyên cũng đã biết là Classno là một trong những cái trang web mình thường sử dụng rất là thường xuyên. Thì hiện bây giờ đó, ở trên Classno đó. Đây là một trong những cái trang web các bạn có thể lấy nhiều cái thông tin miễn phí, nhưng mà nếu các bạn muốn xem chi tiết hay là muốn xem những thông tin mới nhất thì các bạn phải trả phí. Thì trên Classno này đó có rất là nhiều những thông tin, một trong những cái điều mà Thuận thích khi mà sử dụng ClassNode đó là các bạn thấy được chúng ta à, có thể sử dụng những cái thông tin như là các bạn bấm vào Dashboard à, để các bạn có thể là nhìn vào cái số lượng chỉ số à, như là những cái ví bây giờ đó thì cái số lượng ví tình hình như thế nào. À, chúng ta có thể nhìn vào những cái tài liệu on-chain chính thức như là cái số lượng Bitcoin nạp vào, rút ra vân vân Cái số lượng Bitcoin trên thị trường hiện bây giờ hay là các bạn à, có thể là kết nối những cái dữ liệu classno với lại Trading View bằng cái ta bấm vào Trading View như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì đây là cái trang web mà có những cái dữ liệu mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc những dữ liệu như là chúng ta nói tới để thường cho các bạn thấy được là những dữ liệu nào thường thường hay sử dụng trên classno thì đưa như chúng ta nhìn vào chỉ số NUPL chúng ta nhìn vào cái chỉ số là bao nhiêu Bitcoin trên thị trường hiện bây giờ đang có lời chúng ta nhìn vào ASOPR xem coi là bây giờ đó những cái Bitcoin giao dịch thì tình hình là giao dịch có lời hay là lỗ vân vân đây là những tài liệu mà chúng ta thường hay sử dụng và không chỉ riêng là Bitcoin các bạn thì chúng ta có thể tìm thấy những dữ liệu liên quan tới Ethereum, Litecoin hay là những cái stable coin như là Binance, Gemini vân vân nhưng mà dữ liệu liên quan tới Bitcoin là dày đặc nhất và các bạn thì được là một trong những điều Chúng ta thấy được là ở trên trang web này cũng có một số những tài liệu liên quan đến DeFi Nhưng mà đây không phải là nền tảng mà nhiều người sử dụng để mà xem những dữ liệu đó Phần lớn nhiều người sử dụng Classno để mà xem những dữ liệu liên quan tới Bitcoin và Ethereum Thì trên trang web này nếu các bạn muốn xem những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất các bạn cần phải trả phí Thì phí đó các bạn có thể trả phí là từ cái mức là Advance Đây là cái gói mà thường đang sử dụng là 29 đô mỗi tháng và sau đó thì các bạn thấy được là cái sự khác biệt giữa advanced với lại professional có nghĩa là chuyên nghiệp thì có rất nhiều những cái dữ liệu mà nó quan trọng hơn trong cái gói chuyên nghiệp này giống như là chúng ta nói tới là cái dữ liệu là còn bao nhiêu Bitcoin trong những cái ví của những cái công ty mà cho các bạn giao dịch OTC thì các bạn cần phải trả cái phí rất là mắc là 800 đô một tháng Thường nó bây giờ vẫn đang sử dụng cái gói Advance nhưng mà tôi nghĩ là sau này Thường sẽ chia sẻ thêm những thông tin từ cái gói professional nhưng mà cái phí thì rất là mắc các bạn thì được là 800 đô một tháng để có thể xem được những cái dữ liệu đó chúng ta bây giờ hãy nói tới cái dịch vụ thứ nhì mà nhiều người nhắc đến khi mà nói tới on chain đó chính là crypto khoan và những mà nào mà theo dõi thuần cap được có nó biết đây là một trong những cái dịch vụ mà thường sử dụng thường xuyên và cũng có rất nhiều bạn đã ủng hộ bằng cách là sử dụng link refer của crypto khoan thì đối với là crypto khoa nó cái mà thường thích là nó đơn giản hơn cho bạn thấy được là họ có nhiều những cái biểu đồ đã làm sẵn các bạn có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái thông tin như là các bạn muốn biết là hiện bây giờ những thời đạo đang bán hay là đang mua các bạn muốn biết là hiện bây giờ là hash rate ở trên mạng lưới bitcoin như thế nào chúng ta muốn biết được còn bao nhiêu ether trên những cái sàn giao dịch chúng ta muốn biết còn bao nhiêu bitcoin trên những sàn giao dịch vân vân để những thông tin mà chúng ta xem thường xuyên và đối với crypto khoan đó thì khi mà chúng ta nói tới giá cả đó đương nhiên À, khi mà các bạn đăng ký đó, cái gói miễn phí thì các bạn à, có thể nhìn nhiều tài liệu, nhưng mà nhiều tài liệu nó sẽ không có đầy đủ cũng như một trong những điều quan trọng của Crypto khoan đó, là các bạn có thể à, tạo những cái alert, à, những cái thông báo thì những thông báo này ra thì các bạn không cần phải à, tốn nhiều thời gian để mà ngồi ở trên Crypto khoan để mà xem tài liệu hàng giờ. Các bạn có thể set up những cái thông báo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó thì những thông báo này chỉ cần là tình hình, hình như là thông báo giống như là đột ngột có nhiều kho chuyển lên sàn hay là đột ngột có nhiều nhiều đồng ổn định chuyển lên sàn vân vân thì đây những cái thông báo thì họ sẽ gửi thông báo trực tiếp lên trên telegram hay là họ sẽ gửi trực tiếp uh, thông tin lên trên email của bạn để bạn có thể nhận được mà không cần phải theo dõi thường xuyên thì uh, đây là một trong những cái điều uh, rất quan trọng của crypto khoan mà khác với lại classno là các bạn có thể sử dụng những cái alert này các bạn có thể tự setup là các bạn muốn alert là đồng nào và khi nào thì họ mới thông báo cho các bạn và một trong nhiều khác nữa đó rất là thú vị đối với crypto khoan thì các bạn có thể bấm vào quick tell. Thì đây là những cái sự suy nghĩ của những người mà thường hay sử dụng crypto khoan họ có thể là đăng cái suy nghĩ của họ lên trên trang web này để các bạn có thể tham khảo giống như là người ta đăng những cái thông tin liên quan tới phân tích kỹ thuật ở trên uh, trang web uh, TradingView để các bạn có thể tham khảo gì đó. trong crypto khoa họ cũng có thể làm điều tương tự bằng cách ta đăng bài viết của họ lên trên uh, Quicktail và các bạn có thể bấm vào Prochart. Prochart này thì các bạn có thể uh, sử dụng những cái công cụ như là Trading hơn là các bạn chỉ có thể nhìn những cái thông tin thông thường như là các bạn thấy trên màn hình Thì đối với lại giá cả đó thì hiện bây giờ thường đang sử dụng cái gói professional là khoảng 100$, 99$ uh, cho một tháng Thì các bạn có thể uh, thử sử dụng bằng cách là đăng ký cái gói uh, miễn phí Thì link sẽ nằm ở bên dưới để các bạn bấm vào Còn uh, cái gói advantage thì các bạn chỉ có thể setup là 5 alert, nghĩa là 5 cái thông báo mà thôi Còn cái gói thường đang sử dụng thì có thể setup tới 20 còn cái gói mắc hơn nữa là 700 đô một tháng thì bạn có thể setup lên tới 100 alert Thì đây là cái tài liệu crypto khoan mà chúng ta thường hay sử dụng Cả hai thuận đều thích và cả hai đều có cái sự khác biệt riêng và có nhiều chỉ số có trên crypto khoan không có trên classno và ngược lại có nhiều chỉ số có trên classno không có trên crypto khoan cho nên thường sử dụng cả hai hiện bây giờ và trả phí cho cả hai dịch vụ này Dịch vụ kế tiếp đó mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó chính là dịch vụ Sentiment Thì đây không phải là một dịch vụ mà thường sử dụng thường xuyên Thì đây là công cụ chính mà thường sử dụng để mà theo dõi những cái thông số on-chain đến từ nhiều dự án đang có mặt trên thị trường Sentiment đó, thì họ tổng hợp khá nhiều những cái công cụ như nhà đầu tư hay là nhà giao dịch. Tuy nhiên, những thông tin này đã bạn phải cập nhật lên người dùng đó, thuộc cái nhóm Pro thì mới có thể thấy được. Còn đối với lại nhiều bạn đó, thì có thể khá hài lòng khi mà sử dụng công cụ trên trang này. Trong bài viết này đó, thì đương nhiên không thể nào mà viết hết tất cả những công cụ liên quan tới sentiment được. Nhưng mà các bạn có thể thử bằng cách các bạn có thể đăng ký cái gói Pro miễn phí 14 ngày để mà thử xem các bạn có thích hay là không thì trên màn hình các bạn đó đây là cái trang web sentiment thì thuận không có sử dụng sentiment nhiều nhưng mà một trong những điều mà rất là thú vị mà những trang web khác không có như là classno và crypto đó là ở trên sentiment các bạn có thể lấy được những cái dữ liệu liên quan tới mạng xã hội coi là bây giờ đó những người trên mạng xã hội như là trên twitter ở trên reddit vân vân thì họ đang nói gì về cái dự án đó và từ đó có thể rút ra được là tình hình dự án đó như thế nào thường đi không có sử dụng sentiment nhiều nhưng mà Thuận có theo dõi cái youtube của đội sentiment các bạn có thể lên trên youtube và bấm vào sentiment thì mỗi một tuần đó thì đây là cái youtube của sentiment chỉ có 6.000 người đăng ký hiện bây giờ mà thôi nhưng mà thường cảm thấy là cũng rất là đáng theo dõi đó chính là sentiment network thì mỗi một tuần đó họ sẽ có một cái livestream để mà chia sẻ những cái dữ liệu này cho nên nếu các bạn không có muốn theo dõi thường xuyên các bạn chỉ cần là theo dõi cái livestream một lần một tuần này thì các bạn có thể nắm được nhiều thông tin thú vị liên quan đến sentiment điều kế tiếp Thùng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một trang web có tên là into the blog thì đây cũng là một công cụ mà nhiều người sử dụng và có thể cung cấp các bạn có nhiều cái góc nhìn đa chiều hơn về một số dự án nào đó khác với lại sentiment chúng ta mới vừa nói tới đó thì cái số liệu đến từ into the block thì chi tiết hơn hẳn đặc biệt đó là cái dữ liệu là hiện bây giờ những cái lệnh á, thì những cái lệnh trên thị trường thì bao nhiêu lệnh là lỗ bao nhiêu lệnh là đang lời hay còn gọi là in and out of the market around price thì các bạn có thể là đăng ký cái trang web into the block này thường đang ở trong cái chương mục của thuận thì thuận không có trả phí là trước đây thuận cũng đã thử sử dụng trả phí nhưng mà thuận chỉ cảm thấy được là thì bây giờ đó đối với loại um, Classno và Crypto thì đã đầy đủ rồi nhưng mà có một cái số sự khác biệt liên quan đến Euroblock thì uh, họ cũng cung cấp những cái dữ liệu thông thường như là nếu các bạn bấm vào Bitcoin đó thì các bạn có thể thấy được là những cái thông số on chain như là những thời đào đang làm gì vân vân đương nhiên các bạn cần phải uh, trả phí để có thể xem những cái thông tin chi tiết nhưng mà một điều mà thú vị ở đây các bạn có thể xem khi mà không cần trả phí đó là các bạn có thể bấm vào Capital Market Insight Capital market insight này cho các bạn thấy được là những cái thông số như là cái sự tương quan giữa thị trường crypto này giữa Bitcoin và Ethereum với lại chỉ số chứng khoán như là Nasdaq, S&P vân vân. Các bạn cũng có thể thấy được những cái thông số như là shape ratio. Đây là những cái chỉ số cho các bạn thấy được là tính luôn. Đương nhiên các bạn thấy được là thị trường crypto là một cái thị trường mà nhiều người cho là có cái sự nguy hiểm cao hơn nhưng mà cũng lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà khi mà so sánh với những cái thị trường khác như là chứng khoán thì nhiều người vẫn cho là cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro thì Bitcoin và Ethereum vẫn tốt hơn là đầu tư vào chứng khoán. Đây là cái chỉ số Sharpe ratio và cũng tương tự các bạn có thể nhìn vào những chỉ số này khi mà so sánh với lại vàng, vân vân, đây cũng là một trong những cái thông tin thú vị miễn phí các bạn có thể tìm được ở trên trang web Into The Block và họ cũng có một cái trang liên quan tới DeFi nhưng mà có một số những trang web khác Thì cảm thấy là cung cấp thêm nhiều thông tin chi tiết hơn. Và đối với lại Into the Block đó, thì họ có một cái phần gọi là prediction hay là chẩn đoán Thường thì không có đánh giá cao cái phần chẩn đoán này, thường cảm thấy là họ đoán sai rất là nhiều Thì các bạn khi mà trả phí hàng tháng đó thì họ có thể cho các bạn biết được là Dựa theo tài liệu on chain thì trong vòng giống như là bây giờ là từ 12 giờ tới 1 giờ Thì giá cả có xuống tăng hay là giảm Thường thì không cảm thấy là họ chính xác lắm cho nên Thường không đánh giá cao cái phần này nhưng mà khi mà các bạn nói tới giá cả đó thì đây cũng là một trong những dịch vụ mà giá cả rất là hợp lý các bạn thấy được là cái chương mục pro chỉ có 10 đồng một tháng mà thôi so với lại các bạn thấy được là class no hay là crypto khoa thì họ rất là mắc kế tiếp đó là cái dịch vụ gọi là coin matrix thì đây là một trong những cái dịch vụ được cầu phao bởi một người mà rất nổi tiếng trong thị trường này mà có thể nhiều bạn cũng đã biết à, đó chính là Nick Carter thì các bạn thấy được Nick Carter là một trong những người có tầm ảnh hưởng trong thị trường crypto này và các bạn có nên nhớ Nick Carter cũng là người được mời đến để mà làm diễn giả trong cái cuộc hội nghị World mới đây và thường đó khi mà quốc hội có câu hỏi gì liên quan tới blockchain và crypto đó thì họ thường mời những người của Coinmetrics lên để mà giải thích cho bước họ hiểu cho nên đây là một trong những cái dịch vụ mà có cái tầm cỡ khác thì đối với lại Cometrics thì cách mà họ kiếm tiền nên là phần lớn là họ cung cấp những cái dữ liệu chuyên sâu cho những tổ chức đầu tư chứ không phải chuyên cho những nhà đầu tư riêng lẻ nhưng mà các bạn cũng có thể là bấm vào cái chỗ chart các bạn có thể là nhìn vào một số những cái tài liệu như là các bạn có thể bấm vào network data thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ có những cái thông tin tương tự như là classno hay là Crypto Quang, chỉ là cái cách thì không có giống lắm thôi giống như cái bấm vào Matrix thì các bạn thấy được là chúng ta có thể nhìn vào là phí trên bằng lưới như thế nào, cái bây giờ đào đó thì độ khó như thế nào, vân vân. Các bạn có thể là để những thông tin này lên trên cái biểu đồ trên màn hình và tất cả đều là miễn phí. Phần lớn họ kiếm tiền là họ cung cấp thông tin cho những tổ chức đầu tư cũng như là tư vấn cho những tổ chức đầu tư kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một trang web dành cho những người nào mà yêu thích DeFi đây là trang web gọi là Done Analytics thì là một công cụ thực sự hữu ích cho những người mà yêu thích DeFi cái trang web này đó sẽ cung cấp một số những trang tổng quan được thiết lập để cung cấp các chỉ số chính cần thiết để mà đánh giá cái tiềm năng của một ngành giống như là các bạn thấy được là những thông số này đó đều theo thời gian thật và có thể truy cập mà không cần phải trả một khoản phí nào thì đây là cái trang web đơn Analytics thì thuận rất là ít sử dụng đơn Analytics nhưng mà đây là một trong những cái tài liệu mà các bạn thấy được là nhiều cái bài viết khi mà nói tới um, thống kê tình hình của thị trường DeFi họ thường hay sử dụng những cái biểu đồ của đơn analytics này thì uh, đây là một trong những cái tài liệu các bạn có thể sử dụng và phần lớn đó là mọi người sử dụng đơn analytics để mà lấy được những cái mã SQL uh, để có thể uh, gắn vô những cái uh, công cụ phân tích của họ thì đây là trang web đơn analytics chúng ta bây giờ hãy nói tới uh, cái uh, dịch vụ thứ bảy đó chính là dịch vụ gọi là Nansen thì thật ra thường không biết nhiều về dịch vụ này thì Nansen là một công cụ phân tích trên chuỗi khác cần thiết cho bất kỳ bạn nào mà muốn theo đuổi DeFi thì cũng tương tự như là đơn Analytics như là chúng ta mới vừa nói tới đó cái tài liệu ở trên uh, Nansen này thì cung cấp nhiều tài liệu nó chuyên sâu hơn nhưng mà cái sự lựa chọn thì không bằng đơn Analytics thì uh, đây là cái trang uh, web Nansen thì các bạn thấy được là chúng ta uh, có thể là thử 7 ngày trial 7 ngày thử nghiệm chỉ có 9 đô mà thôi thì đây là một trong những trang web khác cho những bài nào mà yêu thích DeFi thì đối với giá cả đó thì cũng khá là mắc các bạn thấy được là sau khi mà thử nghiệm 7 ngày 9 đô đó thì cái gói căn bản đó là 116 đô một tháng còn cái gói VIP đó là 1490 đô một tháng và cái gói Alpha là 2.500 đô một tháng Và đương nhiên đây là cái giá các bạn trả nguyên một năm Nếu như các bạn thấy được là trả hàng tháng Thì cái mức nó sẽ cao hơn một chút đây là cái uh, tài liệu liên quan tới Nansen thì uh, đây là một số những cái screenshot uh, thường thì không có sử dụng dịch vụ này nhưng mà đây là cái screenshot để các bạn nhìn thấy rõ hơn như là các bạn muốn biết là hiện bây giờ giống như là trên màn hình đây là bao nhiêu những cái địa chỉ sử dụng thường xuyên trên mạng lưới của Polygon kế tiếp đó là Token Terminal uh, đây cũng là một trong dịch vụ mà thường không có sử dụng nhưng mà đây là một cái uh, dịch vụ để mà cung cấp một số dữ liệu giống như những công ty chứng khoán thì các bạn có thể lên trên web này để mà tìm kiếm để mà tìm hiểu thêm. Bản nâng cấp mới nhất của trang web Token Terminal này đó, uh, họ đã có mặt vào tháng 6 và đã có thêm nhiều các chỉ số mới để các bạn có thể tìm hiểu về những cái dự án DeFi hiện tại. Đây là cái uh, trang web Token Economic. Thì uh, nhìn sơ qua trang web này đã cũng cung cấp một số những cái thông tin căn bản giống như các bạn uh, bấm vào dự án giống như là chúng ta muốn nhìn vào dự án Ethereum đi thì các bạn thấy được những thông tin được cung cấp như là giá cả hay là những cái chỉ số quan trọng như là các bạn thấy được là trên màn hình đó là cái số lượng phí ở trên mạng lưới của Ethereum vân vân các bạn có thể tìm thấy những cái dữ liệu on chain thì ở đây cũng là một trong trang web mình thường không thấy là họ tính phí thì có thể đây là một trang web của bạn có thể tìm thấy được nhiều thông tin miễn phí trang web token terminal và cuối cùng là một trang web mà thường cũng đã từng sử dụng qua đó chính là the block crypto data đây là một trang web đó, miễn phí à, và các bạn cũng đã biết đây là trang web mà thuộc sở hữu của cái trang web the block crypto.com là trang web mà cung cấp những cái thông tin hàng ngày cho các bạn khi chúng ta lên trên trang web này đó các bạn có thể tìm thấy nhiều cái thông tin rất là thú vị như là chúng ta có thể tìm thấy được là hiện bây giờ chúng ta nhìn vào cái mục là thị trường đi thì chúng ta bấm vào là thị trường bitcoin đi thì các bạn thấy được chúng ta có những cái chỉ số như là hiện bây giờ đó thì có bao nhiêu giao dịch trên mạng lưới của bitcoin thống kê cho các bạn thấy được hay là chúng ta nhìn vào market chúng ta nhìn vào futures đi để coi coi là những cái tinh hình của trading future như thế nào thì các bạn có thể thấy được là họ à, cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ đó, trading trên Binance, Bybit, FTX, OKX và CME thì tình hình là cái volume nhiều hay là ít vân vân. Thì đây là một trang web mà cung cấp rất là nhiều những cái thông tin miễn phí và nhìn cũng khá là đẹp mắt khi mà chúng ta so sánh với lại crypto Khoan hay là chúng ta so sánh với lại Klasno thì những cái biểu đồ ở trên The Block Crypto nó đẹp mắt hơn rất là nhiều. Và đây là một cái dữ liệu hoàn toàn miễn phí cho những bạn nào mà chỉ muốn bắt đầu thử nghiệm sử dụng on -chain, xem coi là có thể là hỗ trợ các bạn trong cái việc đầu tư crypto hay là không. Đây cũng là một cái sự lựa chọn. Thì trên thị trường các bạn thấy được là có rất là nhiều cái sự lựa chọn và các bạn có thể dễ dàng thấy được là nhiều cái dịch vụ này đó nó có cái sự trùng hợp lẫn nhau nhưng mà mỗi dịch vụ đó thì họ đều có một cái góc nhìn khác nhau thì họ đều có một cái mục tiêu khác nhau như là có nhiều dữ liệu ở chuyên về Ethereum, bitcoin có nhiều trang web thì chỉ chuyên về DeFi mà thôi vân vân hay là có nhiều trang web như là sentiment thì chuyên về đi thu thập những cái dữ liệu ở trên những mạng sòi xem coi là mọi người nói gì về cái dự án gì đương nhiên như được đã chia sẻ với các bạn đó là tất cả những cái thông tin này đều rất là mới và cách nhìn thì tùy theo là mỗi người nhưng mà Ít ra thì bây giờ các bạn thấy được là khác với năm 2017, năm 2021 này chúng ta đã có thêm nhiều cái dịch vụ để có thể cung cấp cho các bạn những cái dữ liệu mà các bạn không cần phải tốn công để mà đi tìm kiếm. Và tôi hy vọng là các bạn nhận đi nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà chưa có theo dõi thùng Capital thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin Bybit hay là sàn MT và các bạn cũng có thể bấm vào cái nút màu vàng nếu như các bạn đã đăng ký sàn MT hay là sàn Bybit thông qua link của thuần capital các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng để có thể đăng ký rút tín hiệu trên miễn phí thì bây giờ thì Bybit không chỉ là có những cái hợp đồng margin mà các bạn cũng có thể sử dụng Bybit để mà mua spot thông thường. Đây là dịch vụ mới của Bybit. Và những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tham gia dịch vụ như là Binance US. Đây là một sự lựa chọn cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin và những dịch vụ khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa, Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.